tin bão mới nhất, cơn bão số 3, tin quốc tế, Iagi. Vào hồi 8 giờ sáng ngày 6 tháng 9 2024, bão Iagi ở vào khoảng 19,3 độ phía Bắc, 115 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu khoảng 300 km về hướng Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 12 đến 15 mét. Như vậy là siêu bão Iagi đã duy trì cấp siêu bão 16, giật trên cấp 17 trong 12 giờ qua và tiếp tục duy trì cho đến chiều ngày hôm nay. Sau khi tiếp cận với bờ biển của tỉnh Hải Nam Trung Quốc thì bão Iagi có thể giảm đi một vài cấp khi vào vịnh Bắc Bộ, nhưng vẫn duy trì cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Như vậy là bão Iagi còn cách đất liền của Việt Nam chúng ta tầm 480 km theo hướng Đông Bắc nữa mà thôi. Bây giờ thì chúng ta để ý rằng là bão Iagi đã di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, dịch lên bán đảo Lôi Châu, tức là cực nam của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, gọi là Hải Cầu, và đi vào vịnh Bắc Bộ của chúng ta. Các tỉnh phải chịu ảnh hưởng của bão rất lớn ở khu vực Đông Bắc, gồm có Quảng Ninh, rồi Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Phú Thọ, Hòa Bình và các tỉnh Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh Thái Nguyên, rồi Cao Bằng, Yên Bái do mưa. Có thể nói là đây là một cái cơn bão, siêu bão Iagi với sức gió 184 km một giờ đến 201 km một giờ, giật 209 km một giờ, tức là duy trì sức gió trên 200 km một giờ ở cấp siêu bão, có thể nói là rất là khủng khiếp. Nhìn những cơn sóng cao từ 9 cho đến 15 mét, chúng ta thấy được cái cơn cuồng phong Iagi như thế nào. Đây là một cơn bão trong 48 giờ đã mạnh từ cấp 8 lên cấp 16 và giật trên cấp 17, biển động dữ dội, là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2024 và hình thành nên siêu bão cũng nhanh nhất thế giới với rất nhiều những kỷ lục. Và bây giờ ngày hôm nay mùng 6 tháng 9 thì bão bắt đầu tiếp cận với tỉnh Hải Nam của Trung Quốc, sau đó đi vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến nước ta vào rạng sáng mai tầm 5 giờ sáng của ngày 7 tháng 9 2024. Và bây giờ là những cái giờ phút vàng ngọc để chúng ta chuẩn bị toàn lực, dồn toàn lực ứng phó với siêu bão Iagi, hạn chế mức thấp nhất bão có thể gây ra đối với đất nước Việt Nam của chúng ta.